Xin chào tất cả anh chị em. Buổi sáng ngày mùng 4, sáng hôm nay em lên một ít đồ, trong đó đồ giày, đồ móng, đủ các loại nha. Đầu tiên ta lên quần multicam, quần multicam của lính Mỹ, chất vải caro ha. Cái vòng bụng của nó là 8890, vòng bụng 8890 nha em. Dài quần là 104, chất vải caro này, hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ đã qua sử dụng nha em. Con này từ trên này xuống rất là đều, kể cả dây vẫn còn luôn, đều nha, không có lầm lỗi gì hết. Nhưng mà đồ mới không được 96%. Từ trên xuống con này là 93, 94%, không có dơ, không có lủng rách gì hết. Mở hàng đầu like giùm em ha. 390.000 mã 37, mã 77, mã 77 nha, em đọc tào lao. Mã 77. Tiếp một con compact mới ken xà beng này, dây kéo cổ này em, mới ken luôn. Con này là cái gì, chích phọc. Con này cũng không phải của Mỹ luôn, nhưng mà thấy ba nước nó ghi sử dụng size của ba nước. Tem này cho anh em đọc, anh em có vẻ giỏi hơn em chứ em thì nhiều khi cũng không có rành ha. Con này là của bánh tỉa nhưng mà không phải của Mỹ, dây kéo cổ ASICU, màu rất là mới luôn. Nói chung là mới ken xà beng thì anh em bận chỗ này là cái quần màu xám xám à, hoặc là quần ASICU. Anh em bận với cái áo này nó trẻ trung nha, anh em bận quần ASICU thì đẹp này, không có cái áo mới chưa có sử dụng, size cũng không biết size gì hết, em đo nha. Bề ngang của nó là 56, 56 thì tương đương size L, chiều dài của nó là 73. Chiều dài anh em tự cân nha. Còn nó là tương đương với size L, L là bận thoải mái là 70kg, thoải mái là như thế này. Còn anh em bận body là nó ôm sát, xịt thì 8 đến 90kg. 8 đến 90kg là nó cực như thế này. Rồi, 400.000 mã 76. Mắc cái rẻ anh em. Hàng của Mỹ con này là 8900 1 triệu. Con này giá có 400.000 này. Chốt giùm em mã 76. Tiếp một con Philos không quân màu xanh đen, chuẩn hàng cấp phát luôn nha. Dây kéo nhựa, à quên, dây kéo nhôm. Con này hai lớp, mùa hè bẩn thôi, mùa đông thì xe nhẹ nhẹ thôi, vai 47, ngoài là vải cơ kỳ nhé. Dài 67, mới 96%, không có lỗi lầm gì hết nha, mới và đẹp. 400.000 mã 75. Cái này thông thường nó hay có cả cái lót trong mùa đông nữa mà nó mất rồi. Rồi con này là 60 thôi, không được 70. Cái bo này con này là 50 đến 60kg là đỉnh, hết đỉnh. Ở đây hai cái túi, chốt cho em mã 75, 400.000. 400.000 một con này á, giá của nó là 6-700.000 đó. Đây là bán rẻ, đài rẻ cho anh em luôn nè. Một con áo mưa, áo hai da của lính không quân anh em. Hai da bao mưa to, không có ướt, mũ là dắt vào đây nha, không sử dụng. Còn sử dụng thì cứ buông ra. Con này là size medium regular, mới và đẹp. Nói chung con này bên trong ron thì còn rất là ngon. 70 đến 80kg và dài áo 79. Ở đây có một cái bằng không quân anh em. Ở đây nó bị dơ một chút này. Anh em nhìn thấy không? Có một vạch dơ đất một chút này. Đấy, ha. Còn trên này dưới thì rất là đều. Bên này cũng đều luôn. Nói chung là đều, không có dơ, không có gì hết. Đằng sau cũng rất là đều, kể cả cánh tay này nè anh em. Cánh tay này cũng là đều màu luôn nha. Ở dưới cái cổ tay này hình như có một chút nó đã dơ mà nó giặt không ra, hay là nhìn màu nó như vậy đó. Em nhìn nó hoa hoa. Đúng rồi, phần dưới này nó có dơ một chút này. Anh em phải dập dùm em đó. Rồi, hết. Chiều dài em đã báo, số ký em đã báo.
70 đến 80 ký nha anh em. Ai vừa số ký này nói đúng ra ông mưa không có nhất thiết. Không có nhất thiết phải 70 đến 80 ký đâu. Em 55 ký em bận vẫn được nè, đúng không? Thì mình linh động mình coi đó rồi mình bận nha. Con này là 93-94% chốt chùm em, con này 650 mã 74. Áo mưa của Linh Mỹ nha. Áo mưa khác, áo đi tuyết khác, áo đi gió khác, nó khác nhau nhé. Nhiều khi người bán mà không có phân biệt được, nó sẽ lẫn lộn là áo mưa qua áo gió hoặc là áo đi tuyết nha. Áo đi tuyết này mã 74. Áo đi tuyết nó y chang áo mưa, nhưng mà chất liệu phần ni lông của nó khác. Mình không phân biệt được thì mình sẽ bị ướt. Tiếp một con Philos của Không Quân cũng hai lớp, mỏng mùa hè hàng cấp phát, màu xanh xanh đen, vai kaki. Vai của nó là 46 và dài áo của nó là 64. Chiều dài từ anh em lượng, còn em báo số ký và phần trăm của con áo thôi. Áo này thì cũng không có lầm lỗi gì hết, 50 đến 60 ký. Phần trăm thì 96, 400 nghìn mã 73. 400 nghìn mã 73. Dây kêu nhôm nha. Cái này mà nói đúng ra để anh em mà chờ đợi tìm một cái ruột trong nữa thì nó hơi khó ha. Vẫn có nhưng mà nó khó tìm. Tiếp một con multicam này. Con này là multicam này. Con này là multicam. Cổ dây kéo nha anh em. Nói chung là những con này này mùa đông rất là cần. Mình bận nó kín cái phần cổ này, anh em ở vùng lạnh ấy, rất là cần cái cổ này luôn á. Và cổ lò là cổ dây kéo này nó mắc hơn cái cổ lò nhé. Con này size XL số 3. Sao mà cái tem ở ngoài thì nó áo ở ngoài nó y chang của Mỹ. Con này ở trong này cái tem này là em đơ luôn á. Này của hãng gì may đây này. Chứ không phải quân đội à. Nhưng mà tem cái chất vải ngoài là vải của thằng Mỹ đó. Cái vải này là của Mỹ này. Áo này đặc biệt hơn một chút so với những con khác. Là con này là anh em nhìn thấy cái bả gối chưa? Con này của Mỹ luôn. Nhưng mà cái đặc biệt của nó là nó khác những cái dòng khác. À, những con bắn tỉa thì nó có cái vuông gối, còn này là nguyên cái bọc ở đây. Nó có cái túi ở đây này cho nên nó hơi khác chút, em nhận không ra. À, nhận không ra luôn á. Con này là của Mỹ á. Trời ơi, nhìn cái chất vải là biết thôi nghe mà. Con này độc hơn, độc chiêu hơn những con khác nha. Cái bọc gối. Nhưng mà cái tem này tại sao nó lại không có mang cái tem hàng quân đội ta? Cái tem mà quân đội nó lại phải có cái tem mấy đây, đây là tem màu đen. Ba ơi. Ba. Đưa cái Zalo cho mượn chút á. Con này 519596. Con này là 1996 cho nên nó khác nha anh em. Anh em chờ em chút để em coi cái này phát ra. Chờ em một chút nha. Mắt hơi kém. Được đặt ở cái tài tiểu bang. À, cái này nó nói là được đặt tại tiểu bang gì đây. Nó tóm lại là đọc trên hình như vậy nha em. Quần áo này em nói là của Mỹ luôn. Còn hàng quân đội á, nói về quân đội thông thường mình hay coi á. Tiểu bang gì đây thì không có biết này. Trên cái này nó chỉ có nói đây ạ. Nói tóm lại là con này như thế này.
em chỉ qua nghề nghiệp em chỉ nói con này là của Mỹ thôi, còn mà hàng cấp phát thì nó thông thường nó giống như những cái tem khác anh em ạ. Còn cái tem này nó hơi khác, đặc biệt. Thì anh em thấy cái đặc biệt của nó ở đây rồi phải không? Đó, con bắn tỉa, những con bắn tỉa kia thì lại có cái ô ở đây hồi nãy của China này. Hồi nãy của China hay là của Anh mà có cái bọc ở đây này. Thì nó có cái ô nhưng mà không phải của Mỹ. Con này thì của Mỹ mà lại cái bọc đây. Giống như mấy cái quần bắn tỉa mà ở ngay cái đầu gối có cái ô này. Rồi có cái loại có cái bọc nó đệm lót ở dưới. Bố hôm giờ em có nói nhưng mà con này của Mỹ thì nói tung là cái tiểu bang này em thấy hơi là lạ đối với em. Hơi lạ nha. Em có sao nói về còn những cái gì nữa là em không biết. Em chỉ biết qua chất vải này nó là của Mỹ. Chất vải em bán qua kinh nghiệm thì em nói là của Mỹ. Và cái tem này thì anh em đọc giùm em đi. Em chỉ đọc được là nó là của tiểu bang, nhưng mà tiểu bang gì đây nó cũng chả có nói luôn. Rồi, size XL thì hơi bị bự ạ. Size XL thì con này là 80kg trở lên, là bề ngang của nó là 55. 55 nha em. Bề ngang 55. Chiều dài 80. 55 thì nó tương đương với size L chứ bao nhiêu? Không. Nói size XL nhưng mà nó vẫn tương đương với size L là 70-75kg là bận thoải mái. 8-90kg thì bận body. Nhưng dưới này cực kỳ mát nha. Cực kỳ mát và nhẹ. Ở đây là thun và hai bên này là vải anh em. Rồi, con này cũng 96%. Và chốt giùm em con này. Con này không giống như những con khác nha. Anh em mua quần rần ri, em giải thích lại một lần nữa. Quần rần ri mà một bộ binh bình thường thì giá của nó cao điểm chỉ 500.000. Nhưng mà quần rần ri mà quần bắn tỉa có loại 1,5 triệu, và cái loại mà có bọc gối mà có cái lót như thế này nó chỉ từ 1 triệu đến 1,2 triệu. Cho nên nó chênh lệch nhau như vậy. Giá con này bán giá hời luôn á. Bán giá hời luôn. Nếu mà bán giá bán tỉa thì con này hơi bị mắc luôn. Cái bán con này 700.000 mã 72. 700.000 mã 72 nha. Ai ưng chốt giùm em nhé. Tiếp một con hải quân của Mỹ màu đen, con này hai lớp. Em nói thiệt anh em bán đồ mười mấy năm nhưng mà có những cái lần đầu tiên mình mới gặp. Không phải là bán kịch liệt cho anh em biết, đồ em bán là quá trời đồ. Nhưng mà không phải nói về đồ lính Mỹ nó bao la bát ngát quá đi. Học mãi, học hoài mà vẫn không hết. Khiếp không? Học mãi vẫn chưa hết, học mãi vẫn cứ thế phải học. Đây là con này mùa đông và mùa hè hai lớp nha em. Anh em sử dụng. Sử dụng hai mùa. Anh em cũng một cái nữa là bên em bán hàng giá này là giá bán và không phải là giá bao ship. Còn anh em nào đồng ý cọc thì chốt, còn không đồng ý cọc, cho dù em mà tạm thời em đồng ý bán cho anh em nhưng em vẫn không có gửi. Bởi vì con sâu làm rầu nồi canh, có một số vừa rồi đây anh em vẫn cứ nói anh là người lớn rồi, anh làm ăn uy tín, anh em cứ yên tâm gửi cho anh. Em vẫn tin tưởng nhẹ dạ cả tin vẫn gửi. Nhưng mà tới nơi vẫn không nhận hàng. Bây giờ anh gì cần em đọc lên em nói luôn. Nhưng mà em nghĩ là đây là tế gì mình không nên nói. Bởi vì mình là người lớn rồi. Nhưng mà tới nơi khi không nhận hàng em hỏi lại một câu. Vậy khi anh nói anh mua hàng em, anh nói sao? Anh bảo anh là người lớn, yên tâm cứ tin tưởng vào anh, anh nhận cho. Bây giờ anh bảo là anh là người lớn rồi, vậy ngược lại tới giờ hàng nhận anh không nhận, vậy anh là trẻ con hay sao? Anh chỉ im lặng và tắt máy, không trả lời một câu. Vậy thì ngược lại em mất lòng tin với tất cả. Anh em thông cảm cho em nhé. Đừng có trách em là vì tại sao em hơi nghiêm khắc với cái vụ này. Chơi chắc, được thì được, không được thì dẹp khỏi bán. Thà là không đi em không mất tiền đó để nuôi con. Anh em thông cảm cho em hơi nặng nề câu nói này. Bởi vì mình là người lớn mà để cho con nít nó thất vọng quá đi. Em thất vọng hết cỡ.
Thực sự em rất tin tưởng các anh, nhưng mà do tất cả những anh em khác thôi, có những anh em rất là uy tín, có những khi em vẫn không cần gặp, có những người nói mình đã đặt niềm tin, quá niềm tin em không cần gặp, nhưng người đó vẫn nhận hàng, ok. Và từ đó chắc chắn là rất nhiều những anh em nào mà đã không phải cọc mà nhận hàng ok thì comment ở dưới cho em, để cho những khách khác được biết đó là những người rất là quý. Còn những cái thành phần mà đã nói anh là người lớn, anh là công an, anh là bác sĩ, nhưng mà tới nơi á, bác sĩ ở đâu chả cần biết, chẳng có nhận hàng, chẳng có lấy hàng, chả coi hàng, chả phải do hàng lỗi, không nhận hàng là không nhận hàng. Em nói thiệt, cái đó em coi là trẻ con. Đừng có nói tự anh em bảo là anh em là người lớn, không có. Em xin lỗi anh em, những anh em đã mua hàng uy tín nha. Còn đây là những cái câu nói mà phải nói em cần phải nhắc nhở, bởi vì là những khách mới mua mà bảo là anh cứ gửi cho anh, yên tâm anh nhận hàng, chắc chắn em không gửi hàng. Em nói khẳng định một câu như vậy luôn cho nó lẹ nè. Đừng có mong chờ em, cho dù em trước mắt em nói là em sẽ gửi, nhưng mà em không gửi hàng. Vậy cho nó nghe. Vai của nó 51, dài áo 70. Ai có giận thì giận, mà không giận thì cứ giao lưu tiếp thôi. Em là như vậy cho nó chắc. Do anh em chứ đâu phải do em đâu, phải không? Rồi con này 60-70kg nha anh em. Màu đen tuyền, có hai cái túi à. Con này cả hai mùa bệnh, sử dụng hai mùa anh em. Đó, rất là đẹp ha. 96%, 450, mã 65. Bữa nay trở đi em không có tin ai nữa. Em bị lừa nhiều quá rồi, không có tin ai nữa hết. À, còn một cái nữa là anh em nào mua áo mới số 5 á, thì đúng ra là tiền nào của đó, tiền em nói luôn. Áo mới số 5 tại sao con 20 triệu và con có 1 triệu? Thì tiền nào của đó anh em mua con 1 triệu mà anh em cứ đòi áo bằng 20 triệu về nhận bảo là áo này về làm gì lâu? Ờ thì nó lỗi, nó mới có giá 1.800.000 phải không? Bán dây kéo mà cứ đòi áo sạch, áo đẹp thì em lạy. Em lấy luôn, có một khách cũng nói câu đó đó. Cho nên em truyền đạt lại thôi. Cho nên mình như vậy thì tốt hơn hết, lên chợ mà mua cho nó lẹ. Con ông nỉ già mùa đông vai 52 nha anh em. Dài áo 71, bữa nay em hơi khùng. Nhiều, em thiệt làm dâu trong họ nhiều khi em làm con, làm cháu mà em phát khùng luôn đó. Không biết nói như thế nào. Nói thì hơi bị mạo phạm, nhưng mà không có nói thì lại nó bị thiệt thòi quá. Rồi con này đều đẹp nha anh em. Con này vai to này thông thường không có vai to đâu. Cho nên mình sống như sao cho nó cân xứng một chút, đừng có để người khác đánh giá mình nha anh em. Con này ở sau này có cái tem màu đỏ đỏ, anh em nhìn thấy không? Nó có dòng chữ đỏ đỏ đây này. Nhưng mà do nó mờ chữ đó. Có nhiều khách phải nói là phát khùng luôn. Rồi con áo này vai to và đẹp, màu cổ úa nha anh em. Áo này dành cho mùa đông và mùa hè không có vừa, 80-85kg, 75-85kg, 96%. Và chốt chùm em, ủa con này mất tem rồi, chốt chùm em con này, nó mất cái giá mất rồi. Chốt cho em con này là 600.000, mã 71, 600.000 mã 71, mất cái tem luôn rồi. Có nhiều anh em thì rất là đáng thương, phải nói là nhiều người dễ thương hết cỡ luôn. Không phải là cho em tiền là em cho là dễ thương đâu, nhưng mà rồi con này quá đỉnh luôn này. Con này mới là độc lạ nha anh em. Ở đây là thun, đây cũng thun, tất cả là thun. Thun rất mềm và đẹp nha. Con này hơi bị đẹp này, có cái nó nối hai file ở ngay cái cùi tay này. Đẹp, trẻ trung, dây kéo cổ. Ai thích body put con này nhé. Đấy, con này đây. Thì ra là những cái hãng này nó làm cút từ lưa hết này.
Bộ này con áo là có cái con này có cờ có quạt, nói chung con này là của Mỹ luôn anh em. Có thấy cái cờ của Mỹ ở đây không anh em? Này có cái cờ màu đen đây này. Đây là cái hãng của nó. Mỗi hãng sản xuất nó mình đọc mình ngu ra luôn này. Ở trong này nữa này. Con này cái dây kéo ở chỗ này nó hơi do nó ép kíp anh em. Ép khi mà nó cong cong như vậy mình kéo nó không có trơn tru á. Đây. Nè. Tem này size small. Đẹp quá đẹp mà USA. Con này của Mỹ nha. Mà con này lại độc hơn nữa. Em bán hàng loạt các loại kia nhưng mà con này cũng là lần đầu em mới gặp con này luôn. À, lần đầu em gặp con này và con này nó mịn màng, nó nói chung là nó đẹp lắm. Small size nhỏ 5 60 kg có được không biết. À, bề ngang của nó là 47. Chiều dài là 70. Con này ai mà phọc body bận đẹp lắm. Nó nhẹ như giấy luôn. Không, nhưng mà body này em dòm body ấy. Đây là mỡ nha. Dây kéo cổ nha em, mới, con này thì rất là mới luôn. Mới và đẹp. À, 50 đến 60 kg là hết đát à. 50 đến 60 kg là hết đát. Mới 97 96 97%. Hơi bị đẹp, độc lạ. Chốt cho em con này là khoan khoan khoan. Khoan. Con này có một cái lỗi đây rồi này. Ê, em nhìn thấy không? Có một cái lỗ đây rồi. Mới kẽm nhưng mà nó bị lỗi rồi. Bà con ơi, nó bị lỗi rồi. Mấy cái thun này nó co giãn, mình phải bánh ra mình mới dòm được. Rồi, mới lỗ mà nó bị lỗi một phát. Giờ sao đây? Bán bằng 500 ngàn này. 500 ngàn nhá. 500 ngàn mã 70. Có 800 mà bán 500. Thôi 400 thôi, 400 luôn. Chơi là quất luôn. 400 ngàn đi em. Bán hơn một nửa luôn. Mã 70. Tiếp một con áo veo. Con nó mới lắm mà hàng độc đô. Một con áo veo ấm mùa đông đi em. Con này bệnh hai mặt, anh em sử dụng được hai mặt. Sử dụng được hai mặt. Ủa, bên này màu nó chóe quá. Ngoài này chất vải xưa, thô, sợi to, ấm, beo ấm nha. Còn ở trong này thì không có cái tem nào hết, nhưng mà áo này là áo của Mỹ đó. Cái chất vải này là của Mỹ đó. Từ từ em coi có cái tem nào không à. Rồi, trước không có, bắp tay không có, cổ tay không có. Nói chung con này bên ngoài đẹp, đang còn mới luôn. Không có lầm lỗi gì hết nha. Cái bo nó hơi sồi lông ra một chút. Thì hàng đã qua sử dụng thì chắc chắn là sẽ có sùi lông. Cái dòng này là thường beo 575 anh em à. Mà sao chả có một cái tem gì hết á. Không có tem nào luôn. Nhưng mà em bao nha. Có những cái em trong nghề mà em bán chuyên nghiệp là giờ chỉ cần nhìn chất vải là em biết. Con này em bao là của Mỹ luôn này. Bao luôn á, nói láo luôn á. Con này là vai 50. Dài áo 72, vai hơi bị to nhưng mà nói bao với anh em cũng phải cẩn thận nha. Đúng là nó đây đây. Em nói là nói qua chất vải giờ nhìn cái này. Cái hãng này là chuyên sản xuất cho quân đội 575. Cái hãng nằm trong cái đầu dây khóa này. Đây là một trong những cái căn cứ để mình nói thôi chứ trên con áo chả có cái tem nào hết. Anh em thấy những cái con dòng đi săn của hãng Ranger, dòng đi săn á, áo túi áo tất cả các loại áo mà dòng đi săn á đều có cái tem mác của hãng này á. Áo ba túi này, áo mỏng mát, nhưng mà con này mùa đông nha. Ba túi, hai túi hoặc là cái quần bốn túi là đều có.
Rồi con này vai 50 thì 70 đến 80 kg thôi. Anh em bận hai mặt nhưng mà em khuyên anh em bận mặt này thôi, mặt bên này anh em bắt Botox, Botox nó dí chết đó. Rồi chốt giùm em đồ mới đang cao lắm á, 95 96 luôn. 500.000 mã 69. Có cái biết thì nói, có những cái không biết không dám nói. Mã 69. Mà có những cái là biết mơ mơ mờ mờ màng màng. Con này pilot của không quân anh em, màu xanh đen. Hai lớp ha. Vai là 47, dài áo là 62. 62 anh em. Áo xanh này. Con này ở dưới bo này nó bị dơ một chút chút xíu. Dơ nhẹ nhẹ thôi. Áo này nhỏ, ai nhỏ con chốt con này này. 94-95%. Con này nhỏ à, 55 kg này. 60 được, 50 đến 60. Không có tem gì hết. Bệnh là mẫu khóc nhẹ rất là dễ. Nói chung là dòng này rất dễ anh em, dễ bệnh à, đi đâu cũng được. Anh em làm nghề gì cũng bệnh được cái màu này hết. Và tuổi nào cũng bệnh được hết. 400.000 mã 68. Có một con chống khủng bố nè. Còn con chống khủng bố thì con màu lúc lúc. Chốt giùm em mã 68 á. Có con chống khủng bố nè. Con này là chất vải cơ rô ạ. À thì ra là cái màu loang loang này. Một hôm có một cái áo áo ngụy trang á. Áo ngụy trang mà áo nỉ anh tình yêu bơm chốt á. Thì bệt loang loang của thằng chống khủng bố này này. Mà em bảo là loang loang ấy, đó, nó chả phải là vi tính mà nó lại loang như thế này. Thì con đó lại là giá trị. Mà lại mình lại kêu áo loang loang. Em bảo ngụy trang lá cây chả phải lá cây. Vai của nó 54-55. Hơi bị to. Dài áo là 80. Đẹp và to nha. Cái này anh Đạt, hôm qua hỏi mà chốt trượt, anh tình yêu bơm chốt mất rồi ấy. Con này là 96-97%. Nhưng mà con này đặc biệt là tem màu vàng, size 2X lát rêu lơ. Tem màu vàng anh em. Con này báo cáo này, nói về tem vàng á. Tem vàng á là một trong hai nước, một là China, hai là của Trung Quốc, à quên, của Anh. Nhưng mà trong đó có tem vàng của Mỹ. Tem vàng của Mỹ nó nằm ở kaki tem vàng. Còn con này thì tem vàng thì không biết nước nào luôn. Chất vải caro nó mềm mại nha nhé. Nó ghi tiếng Anh không này. Tức là cái thằng tem vàng này ở trong cái áo bắn tỉa của áo công bắc bắn tỉa mà có cái bảo gối này này, thông thường nó có tem vàng này nhưng mà có em chưa tìm hiểu ra, chỉ biết nó là một là của Anh, hai là của Trung Quốc, có hai nước à. Còn cái tem vàng này nằm ở kaki tem vàng của lính Mỹ thì đồ kia thì có, vẫn có tem vàng, Mỹ vẫn có tem vàng chứ đừng nói không có. Nhưng mà chất liệu của thằng tem vàng kia là chất hỏng có ni lông, thằng này chất ni lông. Con này nói hơi nhiều nha anh em. Thì em muốn giải thích để anh em tự phân biệt để chọn được. Nhưng mà chất vải con này lại đỉnh. Chất vải caro mà nó mềm lắm. Anh em nhìn thấy đâu không? Quần áo đâu không? Quá đẹp luôn. Đừng có nói hai chữ gì ở đây. Áo này mới 96-98% luôn. Đẹp, không đụng hàng. Nói chung là dòng của chống khủng bố thì tất tật tật nó đều không có đụng hàng lắm. Đẹp có cả quần luôn nhá. Bây giờ em có quần 400.000 mà 67. Ai thích thì chốt. Con này là em ngưng tới đây, em không có tìm hiểu tới nữa. Bởi vì mấy cái dạng này gọi là dạng hàng cỏ thôi. Em mà tìm hiểu sâu thì tìm hiểu những cái dòng mà đời sâu xưa. Mình cần khẳng định để mình biết tới mấy cái dòng cỏ này thì thôi tới đây đủ rồi. Em tìm hiểu nhiều tổ quả nhập ma quá. Học mà tới giờ tuổi 50 còn đi học. nói
nói mấy anh bảo là bán vô thì phải biết chứ, nhưng mà cái nào có hạn anh em, mà không ai giỏi được hết. Vai 53, dài áo là 82, cảm thấy vừa đủ là dừng, không có tẩu hỏa nhập mã. Làm sao bán để kiếm tiền nuôi con, mà bán mà đưa còn cái xác mà không có hồn. Con nó kêu là má. Con này là không phải của Mỹ mà nó là giống của Thụy Điển anh em ạ. Vải dày như màu số 5 nha. À, giống của Thụy Điển này nhưng mà không có thấy tem của Thụy Điển ở trong. Ở trong cổ nó hơi dơ dơ, vàng vàng chút. Một xanh ô liu cực đẹp, vải dày như màu số 5 luôn. Ở đây túi này, trên này có túi này này. Bắp tay này, tay đều màu ấy. Ở cái chữ A này, cái chữ A giống áo 10 số 5 không? Ở đây có cái bắp gối, còn ở cái nách này nó trổ một cái lỗ cho bá lửa cho nó mát. Mà nó trổ bự luôn á. Ở đằng sau này cũng là đều. Qua bắp tay này cũng đều, bên này cũng đều. Nói tóm lại là đều màu hết, không có dơ, không có gì hết. Nhưng mà nó nặng lắm á. Con này nó nặng lắm á. Em đo lại cái vai về chiều dài nhé. Anh em nào muốn mua con này bằng áo khoác mùa đông này, vai 52 và dài 7, dài 80, 82 à. Tức là cao trên 1m7, còn số ký thì 80kg. Số ký là phải 80kg. 75 đến 85 được luôn anh em. Áo này dày với mùa đông, mùa hè bệnh cũng sốt ra đó. Mùa đông thì từ 10, 12 độ trở lên là được. Còn trên 10, dưới 12 độ là run bật bật nha em, mũ liền. Rồi chốt cho em con này giá chỉ có là bao nhiêu? Đâu rồi? 500 nghìn thôi, mã 66. Ai ưng chốt cho em ha. Hẹn anh em trưa nay 11 giờ ta tiếp tục nha em. Ai có nhu cầu theo dõi đồ cũ, chịu khó theo dõi video ha. Ứng cái nào thì alo liền cho em qua số điện thoại em ghi ở sau màn hình này. Có nhiều anh em cái số điện thoại nó to chà bá mà anh em vẫn không thấy luôn á. Đó, nó nằm ở đó đó. Mình cứ việc nhắn tin vào đó là có người rep ngay à. Ok, em cảm ơn và bye anh em nhé.